9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng vẫn lãng mạn nồng nàn như thuở mới yêu. Ốc Thanh Vân vẫn giữ nét trẻ trung, tươi vui và nhìn vào ít ai nhận ra cô đã là mẹ của ba thiên thần nhí. Mới đây trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh cô cùng ông xã Chí Rùa đã trốn con và cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Được biết, cả hai vợ chồng đã quyết định sắp xếp công việc, dành thời gian để cùng bên nhau kỷ niệm 9 năm, ngày hai người chính thức là vợ chồng. Ốc Thanh Vân và ông xã đã yêu nhau từ 10 năm trước đó. Tính đến thời điểm này, cặp đôi đã có tận 19 năm đồng hành với nhau trong cuộc sống. Ốc Thanh Vân chia sẻ niềm vui vào ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Hai vợ chồng nữ diễn viên lựa chọn Thái Lan là điểm dừng chân trong đợt kỷ niệm này. Cả hai diện đồ đôi đầy tình cảm. Ốc Thanh Vân khoe vẻ sexy với vòng một hút hồn bên ông xã Chí Rùa. Cũng ít ai biết được đây là nhan sắc của bà mẹ ba con. Ốc Thanh Vân từng chia sẻ áp lực về công việc, về thời gian chăm sóc con đã khiến cho hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng tình yêu thương đã xua đi những lúc giận hờn đó. Cặp đôi ngồi lại để chia sẻ, nói với nhau để cùng san sẻ mọi điều trong cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng còn nhiệt tình tạo dáng nhí nhố để ghi lại những khoảng thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Vừa là một diễn viên tài năng, nổi tiếng trên cả sân khấu kịch và phim ảnh. Vừa là một MC đắc xô, Ốc Thanh Vân là mẫu hình phụ nữ hiện đại thành công trong công việc. Không chỉ vậy, cô còn gây ngưỡng mộ bởi có một gia đình hạnh phúc. Lý giải cho việc này, Ốc Thanh Vân cho hay cô sắp xếp thời gian rất cụ thể để vừa chu toàn công việc vừa lo cho các con đầy đủ. Mỗi khi mệt mỏi, về nhà gặp các con, Ốc Thanh Vân như xua tan hết nặng nhọc. Ngoài ra, ông xã đã phụ giúp cô rất nhiều trong việc chăm sóc cho ba thiên thần để đỡ đần cho vợ. Hạnh phúc bình dị của gia đình nhà Ốc Thanh Vân khiến nhiều người mong mỏi có được. Sau tuyên bố ly hôn, Trương Quỳnh Anh và Tim lại hẹn hò như chưa hề có cuộc chia ly. Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ xuất hiện thân thiết bên nhau như chưa từng có tuyên bố ly hôn trước đó. Thời gian qua, chuyện hôn nhân của cặp sao Tim Trương Quỳnh Anh là chủ đề khiến dư luận quan tâm và bàn tán. Sau 4 tháng bác bỏ tin đồn, tổ ấm rạn nứt, cuối cùng Trương Quỳnh Anh cũng đã chính thức tuyên bố ly hôn, cha của bé Sushi lên trang cá nhân vào ngày 6 tháng 10. Trương Quỳnh Anh viết status thông báo chính thức ly hôn. Dòng trạng thái của nữ ca sĩ họ Trương gây xôn xao dư luận. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, hình ảnh của Tim và Trương Quỳnh Anh đã không còn xuất hiện lên trang cá nhân của nhau. Họ thường xuyên chụp ảnh một mình thay vì sánh đôi selfie như quãng thời gian xảy ra tin đồn ly hôn. Vì điều này, nhiều khán giả cho rằng quan hệ tình cảm của họ đã chính thức đi vào hồi kết. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, một người bạn thân đã đăng tải hình ảnh hẹn hò cà phê cùng hai ngôi sao của làng giải trí. Cặp đôi còn mang theo con trai nhỏ Sushi. Quan sát hình ảnh cặp đôi thân thiết, nhiều khán giả lại nghi ngờ về chuyện tuyên bố ly hôn của Trương Quỳnh Anh trước đó. Phải chăng đó chỉ là phát ngôn mang tính chất giỏi hờn của mỹ nhân họ Trương hay lại là một chiêu gây sự chú ý? Tim và Trương Quỳnh Anh đi cà phê thân mật cùng bạn bè. Cặp đôi xuất hiện cùng nhau và chụp ảnh thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly. Họ còn sáng tạo ra những tạo dáng hài hước. Tim và Trương Quỳnh Anh luôn ngồi cạnh nhau khi trò chuyện với bạn bè. Trước đó, thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn nổ ra giữa tháng 5 2017 gây xôn xao dư luận. Theo một nguồn tin xác thật từ Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn trong tình trạng đôi bên thuận tình. Giữa thời điểm nhạy cảm, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sánh đôi tình tứ tại các sự kiện và thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội như chưa hề có cuộc chia ly. Giữa tâm bão ly hôn, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sánh đôi tình tứ. Họ còn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng nhau đi du lịch. Sau những ngày lãng tránh, Tim chính thức bác bỏ tin đồn ly hôn Trương Quỳnh Anh trong một talk show. Trong sự xúc động, giọng ca cánh chim Hải Âu còn khẳng định chắc nịch sẽ tổ chức một đám cưới đẹp như mơ với tri kỷ. Anh từng không hiểu sao cả thế giới lại muốn mình xa nhau, nếu vậy anh sẽ phản bội cả thế giới để đi theo em. Anh chờ đợi một ngày được nắm tay em trong lễ đường, có thể trên một hòn đảo nào đó, có chúng ta và con, anh muốn nhìn thấy em mặc áo cưới. Và tôi cũng hứa với các bạn chắc chắn sẽ có điều đó, nam ca sĩ nói. Tuy nhiên, tới đầu tháng 10, thông báo chính thức ly hôn của Trương Quỳnh Anh lại khiến nhiều khán giả hoang mang. Tuyên bố chia tay xong lại chụp hình thân thiết, có vẻ mối quan hệ của cặp đôi vẫn còn hư hư ảo ảo cho tới giờ phút này. Đây là những cặp đôi trong showbiz có màn tỏ tình đáng ngưỡng mộ.
mỗi nghệ sĩ đều có cách riêng để thể hiện tình yêu với một nửa của mình. Và dù màn tỏ tình có được thực hiện giản đơn hay hoành tráng, cũng khiến khán giả phải dành nhiều bất ngờ và thích thú. Hiền Xến Lý Phương Châu. Chiều 24 tháng 10 vừa qua, nam vũ công Hiền Xến đã công khai tỏ tình Lý Phương Châu, vợ cũ Lâm Vinh Hải, trước sự chứng kiến của hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Được biết, Hiền Xến đã chuẩn bị màn tỏ tình này khá lâu với mong muốn có một lời yêu thương chính thức gửi tới Lý Phương Châu. Qua đây, anh cũng muốn bạn gái thêm vui vẻ và hạnh phúc sau khi phải đối mặt với nhiều sóng gió dư luận. Để tạo bất ngờ cho Lý Phương Châu, Hiền Xến đã thực hiện màn tỏ tình bằng việc hát ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Sau khi cùng đoàn phim, anh tham gia giao lưu với sinh viên tại đây. Em có đồng ý là người yêu của anh không? Hiền Xến đứng cạnh và ngỏ lời cùng Phương Châu. Lời tỏ tình này của Hiền Xến đã khiến Lý Phương Châu bật khóc vì xúc động. Hiền Xến ngụy trang cho màn tỏ tình Lý Phương Châu bằng một màn biểu diễn ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ cùng ca sĩ Vương Anh. Nam vũ công thậm chí còn đứng hẳn lên bàn để nhìn rõ bạn gái trước khi tỏ tình. Sau đó anh tiến về phía Lý Phương Châu để gửi lời yêu thương trước sự chứng kiến của đông đảo sinh viên tại đây. Màn tỏ tình quá bất ngờ này của Hiền Xến đã khiến Lý Phương Châu bật khóc vì xúc động. Ngay từ khi chúng ta bắt đầu, anh biết trong lòng em đã có nhiều sự tổn thương. Anh không dám nói về những điều xa vời, tương lai phía trước cũng chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta có còn bên nhau không? Ở thời điểm hiện tại, ngay chính những giây phút bên nhau, anh hy vọng bản thân có thể khiến em thực sự hạnh phúc, có thể bảo vệ, che chở, để em có thể dựa vào, hãy luôn là hiện tại của nhau em nhé. I love you, Hiền Xến nói. Được biết trước đây Hiền Xến từng nhiều lần tỏ tình, nhưng anh đều bị Lý Phương Châu từ chối. Do đó lần này anh vô cùng hồi hộp. Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hân. Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hân có mối quan hệ thân thiết từ khi cả hai mới tham gia nghệ thuật. Do khá ăn ý trong cách nói chuyện lẫn các màn biểu diễn trên sân khấu, nên không biết từ khi nào Đàm Vĩnh Hân đem lòng yêu mến họa mi tóc nâu. Mỗi lần phát biểu trên mặt báo, Đàm Vĩnh Hân đều không ngại khẳng định, với Mỹ Tâm tôi yêu thương thật lòng, hay anh yêu em và chờ em rất lâu rồi Mỹ Tâm. Trong con người ai cũng có phần nam tính và nữ tính, Mỹ Tâm là người duy nhất làm tôi nam tính hơn bình thường. Thậm chí đã có lần ông Hoàng Nhật Việt tuyên bố, tôi sẽ chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Không ít lần trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hân ngỏ lời tỏ tình công khai trước đông đảo khán giả. Tuy nhiên, anh đều bị Mỹ Tâm từ chối khéo léo. Đàm Vĩnh Hân từng quỳ gối để ngỏ lời Mỹ Tâm trên sân khấu, nhưng đều bị họa mi tóc nâu cười trừ và khéo léo từ chối. Tuy nhiên, chưa bao giờ Đàm Vĩnh Hân thôi hy vọng để chiếm được tình cảm của Mỹ Tâm. Nhiều khán giả còn hài hước cho rằng Đàm Vĩnh Hân là nam ca sĩ bền bỉ tỏ tình nhất showbiz Việt, nhưng lần nào cũng thất bại. Trường Giang và Nhã Phương. Trong lễ trao giải Mai Vàng diễn ra vào tháng 1/2017, sự xuất hiện của Trường Giang, Nhã Phương thu hút sự quan tâm lớn của khán giả và truyền thông. Đáng chú ý hơn, khi cả hai lên sân khấu nhận giải thưởng nam nữ diễn viên điện ảnh truyền hình, Trường Giang đã công khai nói anh yêu em với Nhã Phương trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và đồng nghiệp. Dù màn tỏ tình này khá chớp nhoáng nhưng cũng khiến khán giả dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho cặp đôi. Ngay sau khi nói lời yêu thương với Nhã Phương, Trường Giang cũng mau chóng dắt tay bạn gái về hàng ghế khách mời của sự kiện. Ngay trên sân khấu lễ trao giải, Trường Giang ngọt ngào nói lời yêu thương với Nhã Phương và cả hai trao cho nhau ánh mắt cực tình cảm trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả. Đây cũng là màn tỏ tình chớp nhoáng của Trường Giang và Nhã Phương sau một thời gian yêu nhau. Lương Thế Thành, Thúy Diễm cũng trên sân khấu lễ trao giải, giống Trường Giang, Nhã Phương. Lương Thế Thành, Thúy Diễm từng có màn tỏ tình cực lãng mạn trước khi tổ chức lễ cưới hoành tráng vào năm 2016. Theo đó, tại lễ trao giải HTV Award 2015, khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, Lương Thế Thành không ngần ngại nói anh yêu em và dành ánh mắt trìu mến về phía hàng ghế khán giả dành cho Thúy Diễm. Màn tỏ tình bất ngờ của nam diễn viên điển trai khiến Thúy Diễm vô cùng hạnh phúc. Dù khi đó đang được hàng ngàn người chú ý, nhưng cô vẫn không giấu nổi sự xúc động. Lương Thế Thành và Thúy Diễm trong lễ trao giải năm 2015. Khi lên sân khấu nhận giải thưởng, nam diễn viên đã gửi lời tỏ tình với Thúy Diễm. Khi xuống hàng ghế khách mời, cặp đôi cũng lập tức dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào nhất. Lâm Vinh Hải, Linh Chi vừa chia tay, Hiền Xến lập tức công khai tỏ tình Lý Phương Châu. Màn tỏ tình cực lãng mạn của Hiền Xến với Lý Phương Châu trước hàng trăm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.
Chiều ngày 24 tháng 10, Hiền Xến và Lý Phương Châu đã khiến khán giả nức lòng khi có màn tỏ tình đầy bất ngờ lãng mạn giữa khuôn viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, để chuẩn bị cho màn tỏ tình này, Hiền Xến đã phải lên kế hoạch từ khá lâu với mong muốn tạo sự bất ngờ với Lý Phương Châu. Không những thế, đây còn là món quà mà Hiền Xến dành cho Lý Phương Châu để cô vui vẻ, hạnh phúc hơn giữa thời điểm đang có nhiều ồn ào bủa vây. Trong nền nhạc ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ và sự hỗ trợ phần rap của ca sĩ Vương Anh, Hiền Xến vừa hát vừa ngỏ lời tỏ tình với Lý Phương Châu trong tiếng hò reo của các bạn sinh viên tại đây. Hiền Xến cũng cho biết, từ trước đến nay, cả hai thường xuyên đi cùng nhau nhưng chưa có một lời yêu thương chính thức. Do đó đây là cơ hội để cặp đôi bày tỏ tình cảm và công khai mối quan hệ. Hiền Xến có mặt từ sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để giao lưu cùng sinh viên ở đây. Được biết đây là buổi giao lưu của đoàn phim mà anh đang tham gia diễn xuất. Chính vì thế nhân cơ hội này, Hiền Xến bí mật tổ chức màn tỏ tình bất ngờ với Lý Phương Châu. Hiền Xến biểu diễn rất sung cùng vũ đoàn và coi như sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Lý Phương Châu ngồi phía hàng ghế khán giả để theo dõi và cổ vũ anh. Sau tiết mục biểu diễn cùng đoàn phim, Hiền Xến thay trang phục và cùng ca sĩ Vương Anh thể hiện ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Anh cũng ngỏ lời tỏ tình với Lý Phương Châu ngay khi hát ca khúc này trên sân khấu. Quá bất ngờ, Lý Phương Châu không nén được xúc động và rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sau đó Hiền Xến từ từ tiến về phía Lý Phương Châu và dành những lời yêu thương nhất cho cô. Ngay từ khi chúng ta bắt đầu, anh biết trong lòng em đã có nhiều sự tổn thương. Anh không dám nói về những điều xa vời, tương lai phía trước cũng chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, chúng ta còn bên nhau không. Ở thời điểm hiện tại, ngay chính những giây phút bên nhau, anh hy vọng bản thân có thể khiến em thật sự hạnh phúc, có thể bảo vệ, che chở, để em có thể dựa vào. Hãy luôn là hiện tại của nhau em nhé, I love you, Hiền Xến nói. Mặc dù xúc động xen lẫn hạnh phúc, nhưng Lý Phương Châu cũng không khỏi ngại ngùng khi màn tỏ tình được thực hiện trước đông đảo mọi người. Cả hai ôm nhau hạnh phúc trong sự hò reo, ngưỡng mộ của các bạn sinh viên tại đây. Lý Phương Châu và Hiền Xến chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 8, 2017. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cả hai ôm nhau tình cảm cùng vào một khách sạn tại Hà Nội xuất hiện trên mạng xã hội. Sau đó cả hai không tỏ ra ngại ngùng hay tránh né truyền thông khi cùng xuất hiện tại sự kiện giải trí.